Và sau đây là top 11 bàn thắng đẹp mắt của các cầu thủ đội bóng Gò Vấp FC. Chúng ta hãy cùng chờ xem đó là những bàn thắng của ai nhé. Bàn thắng đầu tiên là của Kevin Thalan. Một pha sút chéo góc đẹp mắt. Sau đó là bàn thắng thứ hai đến từ Messi với pha sút xa ngoài vòng cấm hiểm hóc. Bàn thắng thứ ba lại là Edin Haaland với pha đột phá vào trung lộ và sút thẳng góc vào một khung thành trái phá. Thứ tư là Neymar với quả phạt đền. Thứ năm là Salah. Salah có một quả sút rất đẹp mắt. Thứ sáu là Ronaldo. Anh đã gấp bóng và vô lê ngay sau đó. Bàn thắng thứ bảy là vẫn là Ronaldo. Anh đã có một cú sút vào góc chết của khung thành. Bàn thắng thứ tám là Edin Haaland. Anh đã có một cú sút chéo góc đánh bại thủ thành. Thứ chín là Messi với quả sút phạt penalty chân trái. Và bàn thắng thứ 10 là Ronaldo với bàn thắng sút xa vào góc hiểm. Bàn thắng thứ 11 lại là Ronaldo với pha đệm bóng vào khay trái màn hình.